Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Thu Thảo sẽ so sánh cho quý vị và các bạn biết hai chiếc xe lăn điện của Lucas là 110LA và chiếc xe Lucas S50 có gì khác biệt. Nhìn chung thì như quý vị và các bạn thấy, nhìn chung thì hai xe nó tương đồng giống nhau, tương đối giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà nó khác ở chỗ nào thì quý vị và các bạn coi hết video này nhé. Đầu tiên bên tay phải Thảo đây là một chiếc xe lăn điện 110LA. Về phần khung của nó đó thì được làm hoàn toàn bằng khung thép sơn tĩnh điện, rất là chắc chắn này. Các phần khung và phần tay này, phần khung chân này và phần khung của sườn xe rất là to, rất là chắc, nhìn rất là chắc chắn đúng không ạ? Xe này thì tải trọng lên tới 120kg nên quý vị các bạn có thể yên tâm sử dụng. Về phần cái thành tay này thì quý vị các bạn có thấy cái thành tay này chúng ta có thể nhấc lên được. Khi mà nhấc lên được thì rất là tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân. Có thể đi đưa bệnh nhân lên giường, xuống giường hoặc đưa người nhà chúng ta lên giường, lên xuống giường cũng rất là tiện. Và cái phần tay này thì được thiết kế là có đệm mút để cho bệnh nhân để tay lên không có bị mỏi. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ về phần đệm ngồi. Đệm ngồi này thì rất là rộng rãi, thoáng mát. Đệm ngồi êm này, bên trên là được thiết kế thêm một cái phần lưới để khi mà người nhà của chúng ta ngồi thì tránh cái trường hợp là bị nóng khi mà ngồi lâu. Và cái phần đệm ngồi, phần tựa lưng và phần tựa đầu mà chúng ta có thể tháo ra được để chúng ta tiện cho việc giặt giũ. Và không thể thiếu được đó là một chiếc seat belt để khi mà cho người nhà chúng ta ngồi lên, tránh trường hợp những người phần trên yếu thì tránh trường hợp mà bị ngã người phía trước. Tiếp theo đó là phần gác chân. Phần gác chân này thì chúng ta có thể nâng hạ lên được này. Nâng hạ lên được cái chốt này, chốt nâng hạ lên này. Đây, và phần gác chân rất là rộng. Ngoài phần gác chân ra thì chúng ta có cái phần để tựa cái phần bắp chân, tránh trường hợp là chân của người ngồi cho bị rơi về phía sau. Tiếp theo đó là về phần hệ thống bánh xe. Chiếc xe điện 110LA này bao gồm 4 bánh xe. Đó là hai bánh trước là bánh đặc và là bánh kích thước của nó là 10 in. Và hai bánh sau là bánh bơm hơi, kích thước của nó là 16 in. Và đằng trước là có hai cái phần giảm sốc để giúp cho quý vị các bạn đi qua những con đường gồ ghề thì tránh trường hợp mà bị sốc. Tiếp theo đó là về phần động cơ. Chiếc xe điện 110LA này phải phần động cơ như là quý vị đã thấy là cái phần pin. Pin này thì có thể tháo rời ra. Khi mà chúng ta không cần sử dụng thì chúng ta có thể tháo ra hoặc là chúng ta tháo ra để sạc riêng. Phần pin này là pin 12A và 24V. Và cái phần động cơ này thì bao gồm hai động cơ, mỗi động cơ là 250W, hai động cơ này là 500W và hai bánh chống lật ở đằng sau. Hai bánh chống lật thì tránh cái trường hợp mà bệnh nhân đang nằm ra, tránh trường hợp mà bị xe ngã về phía sau vì đã có hai cái bánh chống lật, rất là tiện lợi. Tiếp theo đó là về phần bộ điều khiển. Bộ điều khiển này thì trên bộ điều khiển này tích hợp tất cả các nút như là nút nguồn này, nút còi và nút tăng giảm tốc độ. Và bộ điều chỉnh này thì có thể quay 360 độ. Chúng ta có thể tiến tới này, tiến lui này, sang trái, sang phải. Rất là tiện. Chiếc xe lăn điện 110LA thì có các tính năng như có thể nâng hạ được phần chân này. Như quý vị các bạn có thể nâng hạ phần chân, có thể nhấc lên này, mở khóa ra nhấc lên và khóa lại. Đó. Và cả hai bên, còn tháo xuống thì chúng ta mở ra và chúng ta khóa lại. Và có thể nâng hạ phần ngả lưng. Thì chúng ta ngả lưng bằng cách là chúng ta ngồi trực tiếp lên ghế và chúng ta có thể sử dụng cái cần bên tay phải đây để chúng ta có thể ngả ra. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ qua với chiếc xe Lucas S50 có gì khác biệt với chiếc 110LA. Đây, như quý vị các bạn nhìn bên ngoài thì nhìn nó tương đồng, tương đối giống nhau đúng không ạ? Nhưng mà điểm khác biệt lớn nhất của đó chính là chiếc xe S50 thì nó có thiết kế thêm, nhà sản xuất đã thiết kế thêm cái phần motor có thể nâng hạ phần chân và nâng hạ phần ngã lưng này thì chúng ta có thể sử dụng bằng remote. Đây, đây hai motor đằng trước và đằng sau đó là thiết kế thêm hai phần motor đằng sau. Khi mà chúng ta sử dụng nâng hạ phần chân hoặc là ngã lưng bằng remote này á, thì chiếc xe này phù hợp cho những bệnh nhân này tay chân yếu này hoặc là những người mà không có người chăm sóc kế bên thì chúng ta có thể tự vận hành chiếc xe này bằng cách là điều chỉnh phần remote này, rất là tiện lợi. Sau đây thì Thảo sẽ thao tác qua một lượt cho quý vị và các bạn xem. Đây là cái bộ điều khiển của chiếc xe điện Lucas S50.
này, có tất cả các nút này, chúng ta có thể nâng hạ này. Ngã lưng. Đây và phần nâng hạ phần chân. Thì tùy theo mức độ của chúng ta thấy chứ như thế nào là chúng ta nâng hạ được thoải mái thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái remote này. Chân thì chúng ta có thể nâng được từng chân, trái chân phải. Rồi, Thảo sẽ quay sang một vòng cho quý vị xem. Đó. Rồi, khi mà chúng ta tự vận hành được chiếc xe này á, thì chúng ta không có cần đến sự chăm sóc của người thân. Tất cả hai chiếc xe 110LA và chiếc xe Lucas S50 này á, thì chúng ta có thể chuyển đổi cái bộ điều khiển này qua trái qua phải tùy theo tình hình sức khỏe của chúng ta. Vậy là vừa rồi thì Thu Thảo đã chia sẻ cho quý vị và các bạn điểm khác biệt nhau giữa chiếc xe điện 110LA và chiếc xe điện Lucas S50. Thì hai chiếc xe này thì đều có cái chế độ bảo hành là 12 tháng đối với phần khung và tất cả về phần động cơ đều có chế độ bảo hành là 6 tháng. Nên quý vị và các bạn có thể yên tâm sử dụng. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho quý vị và các bạn đã tìm mua một chiếc xe phù hợp với nhu cầu của bản thân. Để đặt mua sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể gọi đến số hotline 0969144560 hoặc truy cập website thanhtuấnmedical.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ.